Hơn 100 gia đình công nhân viên chức lao động này được bình chọn là gia đình hạnh phúc. Trong dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam năm nay, giao lưu với các nghệ sĩ, họ được chia sẻ bí quyết vun bồi mái ấm, tham gia ngày hội văn hóa ẩm thực. Các cháu thiếu nhi sẽ có các sân chơi vừa vui của cha mẹ và các cháu, các hoạt động văn hóa ẩm thực do các công đoàn cấp trên trực tiếp cùng tham gia để phục vụ cho các gia đình công nhân viên chức lao động. Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc, thông điệp chất chứa nhiều ý nghĩa. Bức ảnh này của một gia đình cán bộ Mặt trận Tổ quốc thành phố chụp lại khoảnh khắc những ngày giãn cách xã hội. Trong đại dịch, càng trân quý thêm những giá trị tình thân. Thì tôi cũng dành thêm một chút thời gian để chăm chút gia đình của mình cùng với ông xã, cùng với con có những giây phút cuối tuần vui vẻ, có những cái buổi cơm đầm ấm hạnh phúc. Sau rất nhiều những biến động và khó khăn, thì chúng ta đang cùng bước vào một giai đoạn bình thường mới để có thể cùng phục hồi kinh tế. Và càng hiện đại thì chúng ta lại càng nhận ra rõ được giá trị của tình thân và của gia đình. Bản thân Duy cũng có hai con nhỏ và thấy được cái tình cảm gia đình sau mùa Covid rất là quan trọng. Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 còn gắn với tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình. Các địa phương đã phối hợp cùng các đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Ngày hội văn hóa đọc, tạo sân chơi bổ ích cho người dân. Cái mong muốn của quận đó là mọi người, mọi gia đình sẽ dành thời gian nhiều hơn cho cái việc là đọc sách và dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Gia đình truyền thống của dân tộc Việt Nam trải qua bao đời đã kết tinh thành những giá trị tốt đẹp và vững chắc, nhất là trong bối cảnh bình thường mới sau biến động của đại dịch. Chính tinh túy của gia đình, tình thương và lời dạy bảo của cha mẹ đã gieo vào lòng mỗi người một lẽ sống, một nguồn mạch nhân văn.